Nhà sản xuất Gõ cửa thăm nhà công khai xin lỗi ca sĩ tỷ phú Hà Phương. Nhà sản xuất Gõ cửa thăm nhà gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Hà Phương và gia đình vì các thông tin trong tập 135 của chương trình. Sau khi diễn viên Thái San lên tiếng về những nội dung có liên quan đến ca sĩ Hà Phương mà anh chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, phía nhà sản xuất cũng gửi thông báo đính chính về vụ việc. Nhà sản xuất cho biết, sau khi chương trình phát sóng, đơn vị đã nhận được phản hồi rằng những lời nói chủ quan của diễn viên Thái San trong chương trình đã vô tình khiến khán giả hiểu lầm về tình bạn của cả hai. Thái San và Hà Phương, phóng viên, nhà sản xuất khẳng định. Trong câu chuyện tại hiện trường ghi hình gõ cửa thăm nhà, Thái San đã nhắc về quá trình làm việc, những câu nói bông đùa giữa hai người bạn, người đồng nghiệp thân thiết trong quá khứ, ở thời điểm năm 1992, khi cả hai còn độc thân và có nhiều cơ hội làm việc chung, chụp ảnh lịch. Hiện tại diễn viên Thái San và ca sĩ Hà Phương vẫn đang là những người bạn thân thiết, thường xuyên liên lạc, thăm hỏi nhau, chúng tôi rất trân trọng tình bạn đáng quý này nên truyền tải trong tập phát sóng, tuy nhiên, chúng tôi rất tiếc nếu điều này vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có sau khi trao đổi và xác nhận lại thông tin với đại diện của cả hai nghệ sĩ, ngoài việc đính chính thông tin phát sóng trong chương trình gõ Cửa Thăm Nhà Tập 135, phía nhà sản xuất cũng gửi lời xin lỗi ca sĩ Hà Phương và gia đình vì đã phải phiền lòng về các thông tin này trong những ngày qua. Về phía Thái San, nam diễn viên khẳng định, không có chuyện tôi nói Hà Phương có tình cảm gì với tôi mà hoàn toàn ngược lại, tức là tôi có tình cảm, yêu thầm Hà Phương hồi thập niên 90, Thái San cho biết anh rất tôn trọng gia đình Hà Phương, lo ngại khán giả có thể hiểu lầm nên quyết định lên tiếng đính chính để không ảnh hưởng đến cô. Nam diễn viên cũng không quên gửi lời xin lỗi đến giọng ca hoa cao vườn trầu và khẳng định, bản thân tôi cũng xin rút kinh nghiệm sau việc này và sẽ hạn chế nói về vấn đề tình cảm với những người bạn đã lập gia đình. Thái San tên thật là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974, là một trong những nam diễn viên ăn khách của màn ảnh Việt đầu thập niên 90, với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn, anh chuyên đóng những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng. Hiện tại, dù có cuộc sống riêng nhưng Hà Phương và Thái San vẫn là những người bạn thân thiết của nhau, cả hai vẫn giữ liên lạc, cùng nhau thực hiện vào các dự án thiện nguyện.